Rồi, xin chào các em học sinh lớp 8. Thì ở trong video trước chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong đề số 1 của đề giữa kỳ kỳ 1 lớp 8. Thì trong video hôm nay chúng ta tiếp tục đến với đề số 2. Ở đây thì chúng ta có phần trắc nghiệm bao gồm 15 câu và phần tự luận bao gồm 3 câu. Rồi, chúng ta đến với phần đầu tiên, phần trắc nghiệm. Phần 1 trắc nghiệm. Câu 1: biểu thức nào sau đây không phải là đa thức? Như vậy thì trong nội dung này các em nhớ cho thầy này, đó là gì? Đơn thức cũng là đa thức. Thế câu A thì nó là đơn thức nên nó cũng là đa thức, đúng không? Câu B là đa thức, câu C là đơn thức cũng là đa thức. Chỉ có câu D các em, mình có mẫu gì? Mình có mẫu chứa biến, đúng không các em? Câu D này, câu 1 đó là gì? Mẫu là 3x và mẫu là gì? Có chứa biến. Thế thì trong nội dung chúng ta học rồi, mẫu chứa biến thì chúng ta không xác định được đa thức mà cũng không xác định được đơn thức. Như vậy thì trong bài này chúng ta sẽ chọn câu D. Đấy. Còn các em lưu ý ha, đơn thức cũng là đa thức nha. Đấy. Nên là người ta nói là biểu thức nào không phải là đa thức thì người ta chọn câu này. Tiếp tục, hệ số của đơn thức là này là, bây giờ chúng ta nhân vào, thầy ghi trực tiếp vào đây luôn. Mình có hệ số chỗ này là mấy? Là 3 này. Hệ số chỗ này là 4. Thế 3 nhân 4 sẽ là gì? Lấy hệ số nhân hệ số, đúng không? Đấy. Và phần biến nhân cho phần biến luôn đi ha. X mũ 2 nhân x này. Và gì nữa? Y nhân y mũ 3. Ở đây thì chúng ta sẽ nhân hai cái đa thức này lại với nhau, rút gọn đi. Thì chúng ta sẽ làm được nhân đơn thức. 3 nhân 4 là bằng 12. X mũ 2 nhân x mũ 1 thì sẽ là x mũ 3. Và nhân cho y mũ 4. Đấy. Như vậy thì mình sẽ chọn được cái hệ số của mình sẽ là 12. Còn không, các em nhìn nhanh vào thì các em cũng thấy được chúng ta sẽ có được 3 nhân 4 là bằng 12. Đáp án D. Tiếp tục bài số 3. Đơn thức đồng dạng với đơn thức âm 8 x mũ 5 y mũ 3. Thì ở trong đề trước chúng ta biết được rồi, đơn thức đồng dạng là đơn thức gì? Giống nhau về phần biến, đúng không? Như vậy phần biến là phần thầy tô màu x mũ 5 y mũ 3. Cái nào giống thì chúng ta chọn thôi. Đây, x mũ 5 y mũ 3 các em. Đúng chưa? Còn lại không giống, như vậy thì chúng ta hoàn tròn. Tiếp tục, phần biến của đơn thức z trừ z mũ 4 y mũ 3. Như vậy thì chỗ này thầy viết lại cho các em thấy rõ ràng này. Dấu trừ phía trước thì tức là gì? Tức là trừ 1 z mũ 4 và y mũ 3. Vậy thì phần biến chính là phần z mũ 4 y mũ 3. Đúng chưa? Còn cái phần trừ 1 hay là âm 1 này chính là hệ số. Thế thì chúng ta sẽ chọn câu A. Câu số 5. Giá trị của biểu thức này tại x bằng 1 và y bằng âm 1. Thì ở đây các em có thể là thay trực tiếp. Với cái trắc nghiệm thì các em có thể thay trực tiếp vào các em. Còn không thì chúng ta sẽ giải theo hình thức tự luận là sẽ như thế này. Đó là chúng ta sẽ rút gọn rồi mình thay vào câu 5. Thầy muốn các em là vừa giải, vừa chọn được và vừa hiểu được bài để giải các em. Nên là ở đây thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải theo hình thức tự luận. Cộng cho 1. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ lấy gì? Phép nhân này. Mình lấy hệ số 5 phần 2 nhân cho âm 2. Hệ số nhân hệ số thì kết quả sẽ ra bao nhiêu? Âm 5. X thầy ghi lại. Y mũ 2 nhân cho y mũ 1 thì sẽ là y mũ 3 và cộng 1. Rồi, bây giờ ta mới thay x bằng 1, y bằng âm 1 vào đây. Thay x bằng 1, y bằng âm 1. Ta được. Âm 5 nhân 1. Rồi nhân cho gì nữa?
y bằng âm 1, tức là âm 1 mũ 3 cộng cho 1. Rồi, và chỗ này các em tính đó là gì? Âm 5 này nhân cho âm 1 mũ 3 thì kết quả sẽ bằng dương 5. Dương 5 cộng 1 thì kết quả sẽ bằng 6. Như vậy thì ở bài số 5 chúng ta sẽ chọn đáp án C. Đấy. Rồi, thì với đây là hình thức trắc nghiệm nên là thầy sẽ hướng dẫn cho các em bấm máy tính luôn nè. Để mình xem nè. Này. Các em nhập cho thầy, y chang nhìn cái này, thầy tô màu ha. Cố gắng mình để ý xem thử là cái đa thức mình là cái nào nha các em. Rồi, các em nhập cho thầy 5 phần 2. Vì cái này là trắc nghiệm nè, nên là mình chỉ chọn đáp án đúng là ok rồi. X này, như vậy chỗ nào có x thay bằng 1 vô, nhân 1. Tiếp tục, nhân cho y mũ 2, chỗ nào có y thay bằng âm 1. Nhưng mà lúc thay âm á, thì các em nhớ là mở ngoặc đóng ngoặc nha các em. Rồi, mũ 2, nhân, mở ngoặc, âm 2, nhân, cho y, mà y của mình là âm 1. Đấy. Cộng cho 1, kết quả bằng 6. Đấy, y chang. Còn cái bên phần mà câu 5 mà thầy ghi như thế này thì nó sẽ về thiên hướng đó là gì? Từ lộn ha. Rồi, tiếp tục câu số 6. Thu gọn đa thức ta được. Phần này thì chúng ta phải làm nháp ra rồi, chúng ta nhẩm. Các em đừng có nhẩm nha, tại vì nhiều lúc là các em nhẩm mà nhanh quá là nó bị sai các em. Nên mình cứ làm. Câu 6. Chúng ta có trừ 5x mũ 2y trừ cho 3x y mũ 2 cộng cho 4x mũ 2y trừ cho 7x y mũ 2. Rồi. Tất nhiên với bạn nào mà khá nhanh thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy được gì? Đây nè, dấu này là dấu cộng nên phía sau không đổi dấu. Vậy thì chúng ta sẽ gì? Trừ 5x mũ 2 này, không đổi dấu, tức là chúng ta ghi lại y chang. Cộng 4x mũ 2y trừ 7x y mũ 2. Rồi, đồng dạng với nhau nè. Trừ 5x mũ 2y cộng cho 4x mũ 2y, kết quả sẽ là gì? Trừ x mũ 2y. Trừ 7x y mũ 2 với lại trừ 7x y mũ 2 thì kết quả sẽ là trừ 10x y mũ 2. Đấy, như vậy thì đáp án số 6 chúng ta sẽ chọn đó là gì? Trừ x y mũ 2 và trừ 10x y mũ 2. Đúng không? Mình sẽ chọn đáp án A. Kết quả của phép nhân, cái này chúng ta có thể nhâm nhẫn và nhân nhẫm và chúng ta nhìn cái kết quả này nè. Âm 5 phần 3x nhân cho 3x thì kết quả sẽ bao nhiêu? Là âm 5x bình, đúng không? X mũ 2. Rồi, và mình nhìn câu C và nhìn câu D thôi. Âm 5 phần 3x nhân cho âm 1 sẽ là gì? Cộng cho 5 phần 3x. Như vậy, câu số 7 chúng ta sẽ chọn đáp án D. Tiếp tục, câu số 8. Đa thức này sẽ chia hết cho đơn thức nào sau đây? Về cái phần chia hết đó các em, ở đây các em cần lưu ý cho thầy câu số 8 này. Câu 8. Về chia hết ở đây không phải là cái hệ số chia hết, mà là phần biến chia hết. Có nghĩa là gì? Phần biến của mình ở trong cái phần mà đa thức bị chia là đây. Đấy. Thì có x mũ 3, x mũ 4, đúng không? Có y mũ 2, y mũ 3 và có z. Thì tất cả những cái đơn thức còn lại nó không phải, nó không thể cái số mũ lớn hơn. Chẳng hạn, đây ha. Bây giờ mình có x mũ 3 này và có x mũ 4, các em nhìn thấy không? Đây, tức là gì? Ví dụ như bây giờ thầy nói 6x mũ 3, y mũ 2, z là mũ 3 đây. Thì mình có chia được cho 3x mũ 4 không? Về hệ số chúng ta sẽ chia được. 6 chia 3 sẽ được 2, đúng không? X mũ 3 số mũ nhỏ hơn. Số mũ ở cái gì? Số bị chia này nhỏ hơn số mũ của đa thức chia rồi, đơn thức chia rồi. Chính vì vậy nên chúng ta không chia được. Đấy, nên là chỗ này mà cái nào mà có mũ 4 á, thì chúng ta sẽ loại đi. Như vậy thì câu A chúng ta loại rồi nè. Câu B chúng ta cũng loại. Tại vì là x mũ 3 không thể nào mà chia hết cho x mũ 4 được. Nên là các em lưu ý ha. Chỗ này nè, x mũ 3 nè, x mũ 4 nè. Thì cái số mũ nằm ở phía sau này nó phải nhỏ hoặc bằng mũ 3. Đấy, mũ 3 này chúng ta có thể ok nè. Bây giờ phần y tương tự. Ở đây mình có y mũ 2 đúng không? Mình có chia được cho y mũ 3 không? Không.
Là như vậy thì cái này sẽ là không chia được. Vậy thì đáp án mình chọn chắc chắn sẽ là gì? Câu C. Vì cái số mũ nhỏ nhất ở trong đa thức bị chia nó bằng này, đúng không? Nó bằng trong số chia. Và tương tự y mũ 2 với y mũ 3 là sẽ bằng y. Nào các em lưu ý để thầy thực hiện cái bài tập này, các em nhìn thấy chia hết nha. Cái câu này nói vậy cho một vài bạn yếu là các bạn không hiểu được vấn đề đâu. Các bạn cứ nghĩ là cái chia hết ở đây là cái hệ số phải chia hết. Không phải nha các em, mình học phân số rồi. Rồi, chia cho gì? Như thầy con tròn sẽ là 4x mũ 3y. Bây giờ mình chia xem nè. Chúng ta lấy bên trong này, chúng ta chia ra đây. Như vậy sẽ là 6x mũ 3 y mũ 2 z chia trừ 4x mũ 3y. Tiếp tục trừ 7x mũ 4 y mũ 3 chia âm 4x mũ 3y. Rồi 6 chia âm 4 thì kết quả sẽ là âm 3 phần 2. Đấy, hệ số thì vẫn tồn tại dưới dạng phân số nha. X mũ 3 chia x mũ 3 hết. Y mũ 2 chia y mũ 1 là y phần z mình ghi lại. Âm 7 chia cho âm 4 kết quả sẽ là gì? Dương 7 phần 4. X mũ 4 chia x mũ 3 kết quả là còn x. Y mũ 3 chia cho y kết quả là y mũ 2. Rồi, thì đấy được gọi là phép chia hết. Ok ha. Rồi bây giờ thầy giả sử cái câu số 8 này. Cái ngang xuống đây ha. Giả sử cái câu số 8 thầy chia cho một trong các cái đa thức mà thầy đã đánh dấu x, một trong các cái đơn thức mà thầy đã đánh dấu x, tức là không chia được, xem thử như thế nào để các em hiểu rõ hơn. Ví dụ như thầy nói về cái câu D đi ha. Là mình lấy nè, 6x mũ 3 y mũ 2 z trừ cho 7 x mũ 4 y mũ 3 tất cả chia cho 2x y mũ 3. Bây giờ khi nhìn vào đây các em nhìn thấy nè, y của mình là mũ 2 nè, nhưng phía sau của nó là y mũ 3, chắc chắn là không chia được em. Rồi mình cũng làm tương tự, x mũ 3 y mũ 2 z chia cho 2x y mũ 3 trừ 7x mũ 4 y mũ 3 chia 2x y mũ mũ 3. Bây giờ mình chia nè, 6 chia 2 thì sẽ được 3. Rồi chỗ này x mũ 3 chia cho x mũ 1 thì sẽ ra gì? X mũ 2. Y mũ 2 chia y mũ 3. Làm sao chia? Đúng không? Y mũ 2 của mình là nó nhỏ hơn này. Như vậy thì nó sẽ không chia được. Đấy, như vậy thì cái phép chia này là phép chia gì? Không phải phép chia hết. Đúng chưa? Nên cái này là không chia hết này, chúng ta không chọn này. Không chọn. Đấy, như vậy thì mình chọn cái đáp án đó là đáp án C. Em hiểu ở bài số 8 nha. Ở phần mà chia hết ở đây thì không phải là chia hết cho cái hệ số, vì hệ số nó có thể tồn tại dưới dạng phân số là âm 3 phần 2. Chia hết ở đây thì chúng ta chỉ xét về phần biến thôi. Ok ha. Tiếp tục, chúng ta đến với bài số 9. Tứ giác ABCD có góc A bằng 75 độ, góc B bằng 120 độ, góc C bằng 61 độ. Như vậy thì chúng ta có số góc D bao nhiêu? Thì ở đây mình có được gì? Câu 9. Chúng ta có góc A này cộng góc B cộng góc C cộng góc D bằng 360 độ. Đó, thế thì bây giờ có ba góc này rồi thì mình lần lượt trừ thôi, đúng không? Đấy, cái này thì quá dễ rồi. 360 độ. Nhớ cho thầy cái định lý tổng bốn góc tứ giác. Trừ cho 75, trừ cho 120, trừ cho 61 bằng 104. Rồi chúng ta chọn đáp án B. Tiếp tục câu số 10. Một hình thang có một cặp góc đối là 115 và 75 độ. Cặp góc đối còn lại của nó là bao nhiêu? Rồi câu 10 mình vẽ hình ra tí xíu cho dễ nhìn nè. Câu 10. Ở đây chúng ta có hình thang, thầy vẽ bằng tay nha các em. Giờ dùng thước hơi lâu. Đấy, hình thang. Rồi, chúng ta có A, B, C, D.
Mình có một cái cặp góc đối, chẳng hạn như là chúng ta có góc A là 115 độ đi ha. Giả sử mà 115 độ. Góc C của mình là 75 độ. Đấy. Như vậy thì bây giờ chúng ta có được gì? Các em để ý này, ở trong hình thang á, hai góc mà kề một cạnh bên thì tổng số đo của nó bằng 180 độ. Mình có AB song song với CD rồi. Thế thì cạnh bên là cạnh bên AD. Tức là ngay chỗ này ta có được góc A cộng góc D, đúng không? Hai cạnh bên cộng góc D bằng 180 độ. À, nó là hai góc ở vị trí trong cùng phía đó các em. Đấy, mình nhớ lại cái nội dung lý thuyết ha. Hai góc này ở vị trí trong cùng phía. À, thế tổng số đo 180 độ mà góc A bằng bao nhiêu? 115 độ rồi. Thì từ đây chúng ta sẽ có góc D sẽ bằng gì? 180 trừ cho 115. Và kết quả sẽ bằng bao nhiêu? 60, 65 độ. Đúng không? Thế bây giờ mình nhìn vào đây nè. Cái nào có 65 độ chúng ta chọn. Đúng chưa? Như vậy thì câu 10 chúng ta sẽ chọn đó là câu 10D. 65 độ. Và nếu như mà mình tính tiếp thì mình cứ lấy gì? Cứ lấy 360 độ, mình trừ cho hai góc đã biết thôi. 360 độ này trừ cho hai góc đã biết là 115 độ này, trừ cho 75 độ này và trừ cho cái góc chúng ta vừa tìm được 65 độ thì chắc chắn cái góc đó sẽ là 105 độ. Đây các em. Đấy. Rồi, ok, như vậy chúng ta xong câu 10. Tiếp tục mình đến với bài 11. Khẳng định nào sau đây là đúng? Các em đọc cố gắng để ý nha, đúng không đúng và đúng với sai, nhiều em là chọn nhầm. À, hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình bình hành, đúng không? Cái này không không đúng. À, tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành, cũng không đúng. Tứ giác phải có hai cạnh đối song song và bằng nhau. Hình thang có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành, không đúng. Hình thang có hình có ba góc vuông là hình chữ nhật, cái này đúng rồi. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái định nghĩa, cái chú ý đó là tứ giác có ba góc vuông và góc còn lại cũng sẽ vuông và nó sẽ là hình chữ nhật. Ok ha. Câu 12, khẳng định nào sau đây là sai? Câu A, hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân. Thì cái này nó sai so với cái nội dung lý thuyết của mình rồi các em. Hình thang có gì? Hai góc kề một đáy bằng nhau thì nó mới là hình thang cân. Như vậy thì câu này chắc chắn sẽ là câu sai. Tao đọc vào tao thấy là mình thấy sai ngay, đúng không? Nên là không suy nghĩ nữa. Câu 13, dấu hiệu nhận biết, chỗ này là dấu ha. Dấu hiệu nhận biết nào dưới đây chưa đúng? Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật, cái này đúng. Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật, cái này đúng nha. Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật, đúng. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình chữ nhật, đúng không? Không đúng. Hình bình hành có gì? Có hai đường chéo bằng nhau thì nó sẽ là hình chữ nhật. Đấy. Như vậy thì câu 13 ta sẽ chọn đáp án B. Câu 14. Khẳng định nào dưới đây đúng? Hình thoi là tứ giác có các cạnh đối song song, đúng không? Không đúng. Hình thoi là tứ giác có các cạnh đối bằng nhau, có các cạnh bằng nhau mà, đúng không? Đấy, hình thoi là tứ giác có ba góc vuông cũng không đúng. Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Đây, theo định nghĩa chúng ta đọc thì thấy câu nào đúng thì mình chọn. Về nội dung lý thuyết là như vậy. Câu 15, cho hình vuông MNPQ trên cạnh MN, NP, PQ, QM lấy điểm K, IH, G sao cho MK bằng NI bằng BH bằng QG. Tứ giác KIHG là hình gì? Thì cái phần này nó nằm ở trong cái này ha. Này chắc là thầy sẽ vẽ nhanh nhanh cho các em. Đầu tiên mình có hình vuông này. Đấy, A M N P Q. MK trên cạnh MN lấy điểm K sao cho MK
bằng với lại NI. MK bằng với NI. Rồi tiếp tục H luôn, tiếp tục chỗ này là G luôn. Đấy. Mà để mà MK mà bằng với NI thì rõ ràng nó là gì? Mấy cái này là chúng ta lấy đều là trung điểm hết em. Đúng không? Mà hình vuông có bốn cạnh bằng nhau nên là nói nôm na là gì? Mình lấy điểm K tại trung điểm MN, điểm N. Điểm là điểm A ha. Điểm A tại trung điểm NP, điểm H tại trung điểm gì? QP và điểm G tại trung điểm MQ. Đấy, K, A, H, G. Bây giờ ta nối cái này lại với nhau. Đấy. Thì rõ ràng hình này là hình gì? Là hình vuông, đúng chưa? Đấy. Rồi, ok. Như vậy thì chúng ta xong nội dung của phần lý thuyết, phần trắc nghiệm ha. Tiếp tục chúng ta đến với phần 2 la mã tự luận. Ở phần tự luận chúng ta có 3 câu. Mình thực hiện bài số 1. Câu A, tính giá trị biểu thức. À, cái này giống y chang như bài kia này. À, ở đây thì chúng ta không rút gọn, chúng ta tính trực tiếp luôn. Vậy thì thay x bằng âm 2. Khi các em đi tính giá trị biểu thức á, thì buộc các em phải trình bày a bằng 1 vào đâu? Vào biểu thức A ta được nào. A bằng 3 phần 2 thầy ghi lại. Chỗ nào có x ta sẽ thay âm 2 vào và mũ 2 lên, đúng chưa? Nhớ mở ngoặc đóng ngoặc nha các em. Cái dấu âm mà các em không mở ngoặc đóng ngoặc là sai. Tiếp tục a mũ 7, chỗ nào có a ta thay bằng 1 vào và chỗ này sẽ là bằng a và mũ 7, tức là gì? 1 mũ 7 bằng, chỗ này mình tính thôi, rồi nó ra 4 này, 4 rút gọn đây thì nó sẽ còn lại là 2, 3 x 2 là 6, 6 nhân cho 1 vẫn là 6. Vậy giá trị biểu thức A bằng 6 tại x bằng âm 2 và y bằng 1. Đấy. Còn bạn nào mà yếu quá thì ta bấm máy tính nha. Các em đừng có làm khi mà mình đi thi với các em, mình chỉ có một lần thôi. Nên là cố gắng là gì? Kệ, cứ kiểm tra bằng máy tính cho nó an toàn. Lỡ nó sai cái là khi đó là nhẩm nhẩm chờ, chỉ có tiếc nuối thôi, đúng không? Đấy. Nhân cho 1 mũ 7. Tất nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng dùng máy tính. Nhưng mà khi mà thi thì các em phải nên bấm máy tính để kiểm tra lại, để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Rồi, câu 1, câu A xong. Tiếp tục chúng ta đến với câu B. Thầy ghi dưới này ha. Xác định quy để, thầy ghi lại đề bài. Ta có quy bằng quy trừ mở ngoặc 4x mũ 2 trừ cho 5xa bằng âm x mũ 2 cộng 12xa trừ cho 2 mũ 2. Thế thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng gì? À, quy sẽ đóng vai trò là số bị trừ. Cái này sẽ đóng vai trò là số trừ và phía sau này sẽ là hiệu. Thế muốn tìm số bị trừ ta sẽ lấy gì? Hiệu, tức là x mũ 2 cộng cho 12xa trừ cho 2a mũ 2. Lấy hiệu cộng với gì? Số trừ, tức là cộng cho 4x mũ 2 và trừ cho 5xa. Đấy, quy bằng. Chỗ này đúng ra là nó có ngoặc nha các em. Đấy, thôi cứ có ngoặc để cho nó an toàn. Đây là gì? Đây là số trừ. Được ha. Ai muốn tìm số bị trừ ta lấy gì? Hiệu là nguyên cặp cụm này, ta cộng với lại gì? Số trừ. Thế chỗ này chúng ta làm gì? Trừ x mũ 2, tức là thêm một bước bỏ ngoặc cho nó rõ ràng. Trừ cho 2y mũ 2 cộng cho 4x mũ 2 trừ cho 5xa. Ở đây dấu cộng đằng trước dấu ngoặc nên khi bỏ ngoặc chúng ta không thay đổi gì cả. Đó, quy bằng. Ở chỗ này chúng ta nhìn nè, mình có thể là tính nhanh các em. Nhóm lại vào ha, nhóm vào cho nó an toàn đi.
Rồi, trừ x mũ 2 chúng ta nhóm với lại gì? Cộng cho 4x mũ 2. Tiếp tục, cộng cho 12xy chúng ta nhóm với lại gì? Trừ 5xy. Và cuối cùng đó là gì? Trừ 2 y mũ 2 quy bằng trừ 1 cộng cho 4 thì sẽ ra gì? 3 x mũ 2, đúng chưa? Tiếp tục 12 trừ cho 5 kết quả sẽ là gì? Cộng 7 x y. Và cuối cùng là trừ 2 y mũ 2. Và chúng ta kết luận vậy đa thức quy bằng 3 x mũ 2 cộng cho 7 x y và trừ cho 2 y mũ 2. Rồi tiếp tục mình đến với câu C. Thầy xóa ha, để mình làm câu C. Bài 1 câu C. Rút gọn biểu thức B bằng x mũ 2 1 trừ cho x cộng cho x cộng 3 nhân cho x bình trừ 3x cộng 9. B bằng. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ lấy đơn thức nhân với đa thức nè. X mũ 2 nhân cho 1 thì sẽ là x mũ 2. X mũ 2 nhân cho trừ x thì sẽ là trừ x mũ 3. Chỗ này nếu như các em nhìn vào mà các em thấy thì đây chính là hằng đẳng thức, đúng không? Đó là A cộng cho B, A bình trừ AB cộng cho B bình. Thì đây chính là A hằng đẳng thức A mũ 3 cộng cho B mũ 3. Đấy, như vậy thì chỗ này sẽ là gì? A cộng B này, bên trong chúng ta biến đổi A bình trừ A B, trừ A tức là trừ x3 và cộng cho 3 bình, hằng đẳng thức cuối cùng nữa các em, hằng thức số 7. Thế thì B của mình sẽ bằng x mũ 2 trừ cho x mũ 3 cộng, cộm này của mình là hằng đẳng thức rồi, thì từ vế phải chúng ta sẽ đưa về vế trái, đó chính là gì? A mũ 3 cộng cho B mũ 3. Bạn nào mà chúng ta không nắm được á thì các em cứ làm gì? Không có, mình nhân đa thức với đa thức cũng được ha. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên biết hằng đẳng thức. Và chỗ này thì mình có gì? X trừ x mũ 3 nè, cộng với x mũ 3 là bằng 0 rồi. Như vậy thì còn lại là x mũ 2 cộng cho 3 mũ 3 chính là 27. Nên là khi các em nhớ được cái này là hằng đẳng thức rồi ấy, thì khi đó các em làm rất là nhanh các em. Ok, chúng ta xong bài số 1. Tiếp tục mình đến với bài số 2. Bài 2 thì làm như thế này. Bạn An dự định cắt một miếng bìa hình tam giác vuông với độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 6cm và 8cm. Sau khi xem xét lại, bạn An quyết định tăng độ dài cạnh góc vuông đó lên 6. Như vậy thì quyết định là tăng lên này. Tăng lên bao nhiêu? Tăng lên 6. Độ dài cạnh góc vuông 6cm thêm x, tức là bây giờ tăng thêm bao nhiêu? Tăng thêm x cm. Ban đầu là chỉ có 6cm thôi, nhưng mà tăng thêm x. Và tăng độ dài cạnh góc vuông 8cm thêm y cm. Tức là ban đầu là 6, thì sau này sẽ là gì? Tăng thêm x nữa, tức là 6 cộng x. Ban đầu là 8, sau này tăng thêm gì? y cm nữa, tức là 8 cộng cho y. Đấy. Viết đa thức biểu thị phần diện tích tăng thêm của miếng bìa theo x và y. Nhưng mà bây giờ chúng ta có được cái diện tích ban đầu, độ dài là 6, độ dài là 8, đúng không? Ok, như vậy thì bây giờ này, ban đầu thì mình không ghi rồi. Độ dài, độ dài cạnh góc vuông, thầy gọi là thứ nhất và thứ hai đi ha, cạnh góc vuông
thứ nhá. Sau khi tăng là ban đầu là có 6 cm thôi, nhưng mà tăng lên x tức là cộng cho x đơn vị cm, được không nào? Tương tự như vậy, độ dài cạnh góc vuông thứ hai sau khi tăng là ban đầu là 8 nhưng mà tăng thêm y tức là cộng thêm y, được không các em? Rồi bây giờ để tính cái viết cái đa thức biểu thị cái diện tích mà phần tăng thêm á, thì chúng ta sẽ tính gì? Tính cái diện tích miếng bìa ban đầu, tính diện tích miếng bìa sau, và sau đó chúng ta lấy miếng bìa sau trừ cho miếng bìa ban đầu thì sẽ ra được cái phần tăng thêm. Rồi, thầy tính diện tích miếng bìa lúc chưa tăng đi ha, là chúng ta sẽ áp dụng cái công thức ở trong tam giác vuông, thì thầy nhắc lại tí xíu, đó là diện tích của tam giác vuông thì nó sẽ bằng 1/2 CGV nhân cho CGV, tức là cạnh góc vuông nhân cạnh góc vuông. Như vậy thì ban đầu mình có được gì? Một cạnh là bằng 6 nên sẽ là 1/2 nhân 6, và cạnh thứ hai là 8. Thế 1/2 nhân 6 với 8 ở đây nè các em. Đúng không? Ban đầu là 6 này và 8. Như vậy 1/2 nhân 6 nhân 8 thì kết quả sẽ là 24 đơn vị là cm vuông. Tiếp tục thầy đi tính gì? Diện tích miếng bìa lúc sau khi tăng ha. Sau khi tăng thêm là tương tự công thức vẫn là 1/2 cạnh góc vuông thứ nhất sau khi tăng thêm, đó là gì? 6 cộng x. Cạnh góc vuông thứ hai sau khi tăng thêm đó là 8 cộng y. Rồi bây giờ chúng ta nhân cái này. Các em thực hiện là gì? Mình lấy cái đơn thức nhân với đa thức này trước cho thầy. Cái đa thức phía sau mình nghĩ lại sao? 1/2 nhân 6 cộng x thì sẽ là gì? 1/2 nhân 6 trước thì sẽ là gì? Ra 3. 1/2 nhân x sẽ là gì? 1/2 x nhân cho 8y phía sau. 8 cộng y phía sau thầy ghi lại. Tiếp tục, 3 nhân 8 là 24. 3 nhân cho cộng y sẽ là 3y. Rồi 1/2 nhân cho 1/2 x nhân 8 thì kết quả sẽ ra 4x. Và 1/2 x nhân y sẽ ra 1/2 x y. Rồi thế thì để tính được cái gì? Đa thức biểu thị diện tích phần tăng thêm của miếng bìa theo x và y, thì chúng ta sẽ lấy diện tích của miếng bìa phía sau trừ cho diện tích miếng bìa ban đầu, đúng không? Cái này cũng có đơn vị là cm vuông. Tiếp tục, đa thức biểu thị phần tăng thêm của miếng bìa là chúng ta lấy đa thức 24 này, diện tích của phần sau các em, y cộng cho 4 x cộng cho 1/2 x y, ta trừ cho diện tích của phần miếng bìa ban đầu là 24 bằng, này dễ rồi, 24 trừ 24 bằng 0, như vậy còn lại là 3 cái này thôi, tức là gì? Tức là 3y cộng cho 4 x và cộng cho 1/2 x y, đơn vị là cm vuông. Như vậy đây chính là đa thức biểu thị cho các phần tăng thêm của miếng bìa. Ok ha. Rồi như vậy thì chúng ta xong bài số 2. Tiếp tục mình đến với bài số 3.
Đây, xóa nha. Rồi, đây thì thầy chuẩn bị trước cái hình này. Ok. Cho tam giác ABC vuông tại A. Ok, quan sát ha. Tam giác A, B, C vuông tại A. Giờ thầy ký hiệu vào hình. Rồi, đường trung tuyến AM. Đường trung tuyến AM là đường thẳng gì các em? Từ đỉnh và đi qua trung điểm của cạnh đối diện. Như vậy ta có được MB sẽ bằng với lại MC. Rồi, H là điểm đối xứng với M qua B. H này là điểm đối xứng với M qua B. Khi mà nó là đối xứng các em thì nó sẽ gì? Thứ nhất, nó là đối xứng qua một đường thẳng thì sẽ vuông góc với đường thẳng. Và khi đối xứng thì chúng ta sẽ có được chia ra thành hai đoạn bằng nhau. Với cái phần mà đối xứng này á, thầy thường nói như với học sinh á, đó là gì? Như kiểu là mình đang đứng soi gương các em. Thế thì cái AB của mình là chiếc gương này, M là vị trí của mình này, H là vị trí của ảnh, đúng không? Thế thì có phải là khoảng cách từ mình đến gương nó sẽ bằng khoảng cách từ gì? Từ ảnh đến gương. Cái này các em học vật lý rồi. Đấy. Tương tự như vậy, A là giao điểm của MH và AB. Như vậy thì HM AB chúng ta có điểm A. Rồi K là điểm đối xứng với M qua AC. Tương tự ha. K là điểm đối xứng với M qua AC thì thầy cũng có được vuông góc. Và đoạn này cũng bằng nhau. F là giao điểm của MK và AC. Giao điểm của MK và AC. Đấy, điểm F nằm ở đây. Rồi, thế thì ngay chỗ này các em cần lưu ý cho thầy là gì? Cái ký hiệu của nó, các cái đoạn thẳng này khác nhau nha. MB bằng MC, chúng ta ký hiệu giống nhau. MF bằng FK, ký hiệu giống nhau. MA bằng HA, ký hiệu giống nhau. Các em không được ký hiệu tất cả giống nhau là sai nha. Rồi, câu A. Các tứ giác AEMF, AEMF, AMBH, AMCK là hình gì? Vì sao? Chúng ta đi từng cái thứ tự một ha. Câu A. Tứ giác AEMF. Cái này chắc là thầy tô màu để các em nhìn. Đấy. Tô màu xong thì lại khó bấm đi. AEMF, chắc các em nhìn đi ha. A này, E. M, F. Thế thì mình có được gì rồi các em? Tứ giác này có ba góc vuông rồi, đúng không? Thì cái góc còn lại cũng sẽ vuông và hình này là hình chữ nhật. Rồi, xét. Tứ giác AE MF có. Chỗ này góc A vuông nhưng mà các em đừng nêu góc A, các em nêu cụ thể ra cho thầy đó là FAE vuông. FAE bằng 90 độ. Chúng ta giải thích về tam giác ABC vuông tại A. Tiếp tục AEM cũng vuông, đúng không? AEM cũng bằng 90 độ. Lý do vì H là hình chiếu của M qua AB. Mình càng lý giải rõ ràng chừng nào thì mình càng hiểu bài chừng đó. Tương tự K, chúng ta có cái góc F này, tức là gì? AFM cũng vuông, lý do vì K là điểm đối xứng với M qua C. K là điểm đối xứng ha, chỗ này là ghi hình chiếu ghi nhầm. K là H là điểm đối xứng với M. Qua B. Tương tự như vậy, thầy nói lại AFM cũng là góc vuông. Cũng bằng 90 độ. Lý do K
là điểm đối xứng với M qua C. Rồi, mà theo nội dung thì gì? Tứ giác mà đã có ba góc vuông rồi á, thì góc còn lại cũng sẽ vuông. Tức là do đó, góc còn lại đó chính là góc AMF. Bằng 90 độ. Và khi mà bốn góc là góc vuông thì chúng ta kết luận vậy tứ giác AE MF là hình chữ nhật. Đấy. Rồi tiếp tục tứ giác AMBH. AMBH. Vậy tứ giác nào thì chúng ta kẻ vào. Đây, mình kẻ cái này lên. Người ta yêu cầu chứng minh tứ giác nào thì các em cũng phải kẻ để nó tạo thành cái tứ giác đó nha các em. Rồi, ok. Thế bây giờ cái tứ giác này thì các em nhìn vào đây các em dự đoán chắc chắn nó là hình hình thôi. Đúng không? Đấy. Vậy thì để chứng minh nó là hình thoi thì mình cần chứng minh nó là hình bình hành. À, mình có được E là trung điểm rồi. Tại vì HE bằng với là M rồi. Đúng không? E sẽ là trung điểm. Thế khi E là trung điểm rồi thì bây giờ chúng ta cần chứng minh được EA bằng EB cũng là trung điểm nữa. Thì chúng ta suy ra cái tứ giác này là hình bình hành. Và khi tứ giác này là hình bình hành thì nó có hai đường chéo vuông góc với nhau thì nó sẽ là hình thoi. Bây giờ làm sao để chứng minh A là trung điểm nhỉ? Chúng ta đi chứng minh hai tam giác bằng nhau. Đó là tam giác gì? Tam giác này. Tam giác này. Này ha. Đấy, và tam giác này. Chỗ này vuông thì rõ ràng chỗ này cũng là gì? Cũng sẽ vuông. Đúng chưa? À, mình có được M là cạnh trung rồi. À, và chúng ta có được AM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền trong tam giác vuông BAC. Nên AM sẽ bằng 1 phần 2 BC. Mà BM cũng bằng 1 phần 2 BC. Vì AM là đường trung tuyến. Nên BM sẽ bằng với lại AM. Đấy. À, thầy xóa cái ý này nha. Để thầy chứng minh tiếp tục ha. Là đầu tiên vẫn là câu A ha, và chúng ta chứng minh cái tứ giác tiếp theo này kìa, tứ giác AMBH ta có MB nó sẽ bằng MC và bằng 1 phần 2 BC. Lý do vì AM là đường trung tuyến AM là đường trung tuyến nên M sẽ là trung điểm đó các em, nên MB sẽ bằng với lại MC và bằng BC chia 2. Tiếp tục trong tam giác ABC vuông tại A có AM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền. Này thì hơi thầy ghi hơi dài nhưng mà các em đọc các em sẽ nắm rõ hơn. Ứng với cạnh huyền BC nên AM sẽ bằng 1 phần 2 BC. Đấy, MB này nó sẽ bằng 1 phần 2 BC. AM cũng bằng 1 phần 2 BC. Nên chúng sẽ bằng nhau. Đúng chưa?
Rồi bây giờ chúng ta xét tam giác được rồi. Xét tam giác mà thầy tô màu. Đó là tam giác gì? BM và tam giác AEM. Có BM bằng AM cùng bằng 90 độ. Lý do vì H là điểm đối xứng. Với M qua B. M là cạnh chung. BM bằng với lại AM. Lý do vì cùng bằng 1 phần 2 BC. Rồi như vậy thì hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp đó là gì? Cạnh huyền, cạnh góc vuông, đúng không? Do đó tam giác BM sẽ bằng tam giác AM trường hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông. Và khi nó bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông á, thì mình suy ra được gì? EB bằng với lại EA, hai cạnh tương ứng. Suy ra EB bằng EA, hai cạnh tương ứng. Và khi suy ra được như vậy á, thì chúng ta cũng có được gì? Hay E là trung điểm. Hay E là trung điểm của AB. Đúng chưa? Đấy. Như vậy thì bây giờ mình có được E là trung điểm rồi. Tức là chúng ta có được cái này bằng nhau rồi nè các em. Đây, chúng ta có được cái này bằng nhau. Thế thì có phải là E là giao điểm của HM và giao điểm của AB, giao điểm của hai đường chéo và cắt nhau tại trung điểm, đúng không? Đấy, nên là hình này là hình bình hành. Rồi, bây giờ mình xét tứ giác. Xét tứ giác AMBH. Có AB và MH là hai đường chéo. Và khi nó là hai đường chéo rồi, AB và BH là hai đường chéo, ta có E là trung điểm. E là trung điểm của AB. Chúng ta vừa mới chứng minh trên. Đây các em. Và mình cũng lại có được E là trung điểm MH. Đúng không? E là trung điểm của MH. Lý do gì? Lý do H là hình chiếu của M qua AB. Lý do H là điểm đối xứng nhé, phải nói hình chiếu hoài. Điểm đối xứng với M qua AB. Rồi, như vậy thì chúng ta áp dụng dấu hiệu đó là gì? Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì nó chính là hình bình hành. Do đó tứ giác AM BH là hình bình hành. Và
chúng ta có được gì? Hình bình hành nhưng mà nó lại có được AB vuông góc với lại HM, đúng không? Đây này, 90 độ đây, chứng minh trên rồi. AB vuông góc với HM, chứng minh trên. Tức là lý do là góc đó bằng 90 độ đó các em. Mình đã nêu ở đây rồi, chứ cứ nêu H là điểm đối xứng với M qua AB hoài thì nó hơi dài. Đấy, như vậy thì hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau thì nó chính là thôi. Vậy tứ giác AMBH là hình thoi. Ok ha. Đấy, như vậy thì chúng ta đã chứng minh xong được tứ giác AMBH. Thì với cái tứ giác AMCK, AM này, CK, các em cũng chứng minh tương tự như tứ giác bên trên này cho thầy. Được ha. Cái phần này các em chứng minh tương tự. AMCK chứng minh tương tự. Và nó cũng sẽ ra được đó là hình gì? Hình thoi. Ok nha. Rồi, chúng ta tiếp tục đến với câu B. Cái tứ giác này thầy không chứng minh này, các em chứng minh y chang như bên này là ok các em. Không có gì hết. Câu B, chứng minh H là điểm đối xứng với K qua A. Rồi, thầy xóa câu A để làm câu B nha các em. Câu B. H là điểm đối xứng với K qua A. H này, điểm đối xứng với K qua A. Thế để chứng minh nó là điểm đối xứng á, thì chúng ta cần chứng minh được nó bằng nhau, đúng không? Cần chứng minh được nó bằng nhau. Và tức là chúng ta đi chứng minh cái đoạn HA này này nó bằng với lại đoạn AK. Đấy, và chúng cùng nằm trên một đường thẳng thì chúng ta sẽ có được điểm đối xứng. Đầu tiên, chúng ta chứng minh bằng nhau. Ta có HA bằng với lại AM. Lý do AMBH là hình thoi. Lý do là AMBH là hình thoi nên hai cạnh này sẽ bằng nhau, đúng không? À, tương tự như vậy, khi nãy là thầy cũng nói các em chứng minh AMCK là hình thoi rồi, nhưng mình cũng có được AM nó sẽ bằng với lại AK. Tiếp tục AK nó lại bằng AM. Cũng là gì? AMCK là hình thoi. Đấy, mình chứng minh theo này, thầy nói lại nè, AMBH là hình thoi nên HA sẽ bằng với lại AM. Tương tự AMKC, đúng không? AMCK là hình thoi nên AM nó cũng bằng với lại AK. Thế gì? HA bằng AM, AK bằng AM nên từ đây thầy có được gì? Do đó AHA sẽ bằng với lại AK. Thầy cho đây là một. Rồi bây giờ thầy chứng minh nó cùng nằm trên một đường thẳng là xong. Thế thì bây giờ mình có được gì? Có phải là khi nãy chúng ta chứng minh được cái tứ giác HBAMBH là hình bình hành? Mà hình bình hành thì có phải là có cặp cạnh đối song song với nhau, đúng không? Tức là HA song song với lại MB thì cũng chính là song song với BC. Ta lại có HA song song với lại BC. Tương tự như vậy, AK mình chứng minh ở đây thì nó cũng sẽ gì?
song song với BC luôn. AK song song với BC. Mà HA có điểm A, AK cũng có điểm A, nên rõ ràng là gì? Khi hai cái đoạn này mà cùng song song với một đường thẳng thì chúng gì? Chúng thẳng hàng. Đúng chưa? Từ hai cái nội dung này là do gì? AMBK là AMBH là hình thoi nè. Tương tự AMCK cũng là hình thoi. Tiếp tục, do đó HAK thẳng hàng. Ba điểm là thẳng hàng theo tiên đề Euclid. Đấy. Theo tiên đề Euclid về đường thẳng song song thì hai cái điểm này nè các em, HA song song với lại BC rồi và HA AK cũng song song với BC thì chắc chắn ba điểm là thẳng hàng. Thì nội dung này chính là số 2. Thế từ đây ta có được gì? Chúng bằng nhau rồi và chúng thẳng hàng với nhau thì rõ ràng H là điểm đối xứng với K của A. Từ 1 và 2 suy ra H là điểm đối xứng với K quả. Rồi, ok, như vậy thì chúng ta xong câu B. Thì thầy nhắc lại, để chứng minh nó là điểm đối xứng thì đầu tiên các em phải chứng minh nó hai cái đoạn này bằng nhau, đó là AH bằng với AK, và chúng ta chứng minh chúng cùng nằm trên một đường thẳng thì khi đó chúng mới đối xứng được. Tiếp tục mình đến với câu C. Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì AEMF là hình vuông. Thầy xóa câu B nha. Câu C. Rồi bây giờ xong cái này rồi thầy xóa đi nè, cho mình dễ nhìn nè. Thế bây giờ mình nhìn vào đây có phải chúng ta có được cái tứ giác AEMF, mình đã chứng minh ở câu A nó là hình chữ nhật. Mà hình chữ nhật để nó trở thành hình vuông thì nó phải có hai cạnh kề bằng nhau, đúng không? Tức là AE bằng với lại AF. Mà để AE bằng với lại AF á, mình có được gì? E là trung điểm của AB rồi này, thì chắc chắn khi nãy mình cũng đã chứng minh được F là trung điểm AC rồi. Thế để AE mà bằng được AF thì AB nó phải bằng với AC, đúng không? Tại vì gì? Đấy, mình sẽ làm theo cái nội dung này nè các em. AE nó là trung điểm nên nó sẽ bằng 1 phần 2 AB, đúng không? Và tương tự AF là trung điểm, F là trung điểm nên AF nó cũng bằng 1 phần 2 AC. Mà AB mà nó bằng với lại AC nữa thì cái này sẽ bằng nhau, đúng chưa? Đấy, thế thì để được cái tứ giác AEMF là hình vuông thì AE nó sẽ bằng với lại AF. Mà để AE nó bằng với AF thì AB sẽ bằng với AC. Như vậy khi AB mà bằng với AC thì tam giác này là tam giác cân, và nó có vuông nữa nên nó sẽ là vuông cân. Thế thì gì? Tam giác vuông ABC có thêm điều kiện đó là AB bằng AC thì tứ giác AEMF là hình vuông. Câu C. Để AEMF là hình vuông thì AE nó sẽ bằng với lại AF, tức là hai cạnh kề bằng nhau. Mà để AE bằng AF, mà để AE bằng với AF thì AB nó phải bằng với AC, như thầy vừa mới hướng dẫn ở trên này.
Mà để AB bằng AC thì rõ ràng tam giác đó là tam giác gì? Cân. Và nó vuông nữa nên nó sẽ là vuông cân. Vậy tam giác ABC vuông cân tại A thì AE MF là hình vuông. Rồi, ok ha. Như vậy thì chúng ta vừa xong bài số 3. Thì với cái đề cương này á, thì thầy thực hiện cũng khá dài các em. Thì trong video hôm sau, hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau trong đề cương, trong đề số 3, hoặc là chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết đề cuối học kỳ 1 của toán 8. Và các em đừng quên like, nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ video bài giảng của thầy để tạo động lực cho thầy làm các video tiếp theo. Thầy cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc em học tốt.